Là Phương Thanh, xã em tên là Hải Dương. Rồi, hôm nay sân khấu chúng ta đón chào hai người có cái tên giống nhau. Đó chính là Phương Thanh ở Hải Dương nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi. Em là bao nhiêu tuổi? Dạ em với bà xã em bằng tuổi nhau luôn. À, hai tụi em là kinh doanh, ở nhà mở cửa hàng kinh doanh. Hai em là quen nhau như thế nào? À, bà xã là quê ở dưới Bến Tre, còn em là ở trên thành phố. Bạn của bà xã em á cũng nhà dưới quê là ở đây học chung với em. Cái vô tình là hai nhóm đi chung gặp nhau, là em gặp bà xã em. Em gặp ảnh em có ấn tượng nhau? Dạ ấn tượng xấu mà. Nhóm bạn đó là nhóm bạn của ảnh. Em bạn em chỉ rủ em đi chơi thôi. Em tới thì em lịch sự chào mọi người. Cái em gặp đầu chào từng người, ai cũng lịch sự chào lại mình hết á. Cái chừng em quay qua em chào ảnh, cái anh ngước qua. Không giờ mà em cũng không chào lại. Cái hôm này cái là em thấy ghét rồi nha. Em nghĩ nha, trời ơi, thằng trai thành phố gì mà chảnh hách, thấy khó ưa rồi đó. Cái lúc đó là chồng em có phong độ như vậy không? Không, lúc đó mignon hơn chị. Chứ là đẹp hơn à? Hay dạ không, nói chung là em cũng không để ý, không quan tâm tới. Nhưng mà nếu bây giờ nhìn không biết là do đã yêu rồi nên thấy đẹp hơn hay sao thì em cũng không biết. Bây giờ đẹp hơn rồi đó. Dạ. Hay là lúc đó chưa có bạn gái, kiên ăn này nọ, tại chưa có gã, chưa có người yêu mà. Đúng không? Thì bắt đầu mình cũng phải giữ tướng, ngon lành chút xíu. Không, rồi sau này lấy vợ về rồi xả. Lúc đó em gặp vợ em thấy vợ em đẹp không? Dạ, thấy cũng bình thường đó chị. Đến khi nào thì em mới chú ý đến Hải Dương? Thật ra thì cái bữa lần đầu tiên đi chơi là bắt đầu em bắt đầu tìm hiểu về bà xã em, hoàn cảnh, học hành, rồi sở thích, coi như là gần như là tìm hiểu là gần như triệt để. Rồi một chút xíu sau bắt đầu em mới nói đổi xe. Lúc đó bà xã em rất là dễ chịu, sao cũng được hết, rồi leo lên ngồi chở. Thật sự em có để ý gì tới ảnh hết á. Dạ. Rồi đến khi nào em mới để ý không này? Không để ý luôn anh, mà có nghĩa là ảnh cứ sắn tới vậy thôi. Giống như em thì thoải mái trong chuyện bạn bè, nó cũng bình thường thôi. Rồi cái ảnh mới sắn tới rủ đi coi phim hay coi ca nhạc rồi nắm tay. Nhưng mà em thụt lùi không à. Em nói thôi anh cho em thời gian đi. Xong cứ vậy là hai đứa cứ nhắn tin qua lại gặp nhau vậy thôi. Nhưng mà như bạn bè thôi chứ thật sự chưa có yêu. Dạ. Bao lần mới yêu? Lúc gặp nhau là hồi tháng 9. Sau cái tới Noel cái ảnh mới dẫn đi chơi nữa. Rồi bắt đầu em mới nhận lời là bạn gái ảnh. Nhưng mà thật sự lúc đó là em không có thương ảnh. Thấy ảnh cũng quan tâm mình quá, lo lắng cho mình quá. Rồi em ngại từ chối. Ủa em, rồi em biết vợ em chưa có thương em mà em cứ sấn tới vậy á. Là mục đích của em là lúc đó là em muốn thỏa mãn cái gọi là cái hiếu thắng của mình. Hay là em lúc đó là em lậm gỗ quá rồi, em thương gỗ quá rồi? Thật ra là lúc đó bà xã em đang thất tình. À, em biết là nó thất tình nên rất là, thì em biết tâm lý của con gái rất là khó chấp nhận một người tình yêu mới. Mà thì em cứ coi như là em biết chắc nếu như nước em chảy đá mềm đó, hương nước chảy đá mềm, mình biết là có thể lúc đó con mình là cái phao thôi không. Nhưng mà mình chấp nhận luôn, làm cái phao, chấp nhận luôn. Tính đường dài mà chị. Bây giờ cái đường dài của tụi em sao rồi? Sau hôn nhân á thì... Sau hôn nhân thì tối nhiều gì cũng có người tâm sự nói chuyện. Tuy nhiên thì bà xã em thì kỹ tính quá, thích nề nếp, ngăn nắp này nọ. Còn em thì nào giờ thì ở mình, đồ đạc quăng lung tung, không có nề nếp gì hết. Thì cứ vậy là cứ nói hoài, lèm bèm, lãi nhãi. Có vấn đề đó cứ hàng chồng cứ nói hoài. Chồng á thì thấy là sau khi cưới vui hơn là lúc đăng cua đúng không? Dạ đúng rồi. Còn vợ thì sao? Tất nhiên lúc yêu nhau thì nó vui hơn à chị. Còn sau đám cưới sao không vui hơn? Sau đám cưới thì anh bộc lộ cái tính gia trưởng của mình nhiều quá. Em thì lại không thích cái kiểu là bị chỉ huy. Đó, còn ảnh cứ lúc nào ảnh cũng phải ra lệnh cho mình hết. Mà trong khi cái bản thân em á là em chỉ thích là em hiểu cái vấn đề gì đó, kêu em làm em mới làm, chứ không có đợi cái em không hiểu gì hết mà kêu em làm, em đâu có thích làm. Mà ảnh lại cứ thích như vậy đó. Ảnh cứ nói em cứ làm đi rồi anh giải thích sao. Còn em cứ nói anh giải thích đi rồi em làm. Nó cứ này cứ phát sinh mâu thuẫn. Hoặc là có những cái sở thích của ảnh, ảnh thích chơi máy bay điều khiển. Ví dụ em muốn nói chuyện gì với ảnh á, cái em kêu ảnh ví dụ như thôi nghỉ cất cái đó đi, hai vợ chồng hữu hỷ tâm sự, không có. Tự nhiên vậy mình đâu có cái hướng gì để nói, hay là có những chuyện gì buồn mình đâu có trải lòng được. Thích lái máy bay hơn là lái mình. Kỳ vậy. Cái vấn đề đó lúc nào cũng bị nói, chị nói tại sao anh mê TV hơn mê em, tại sao anh mê máy bay hơn em, tại sao anh nó ôm tụi nó ngủ luôn đi. Có phải là do là bây giờ đã được rồi mất mê được chứ? Dạ không, dạ không. Tại vì em thấy là mình sống nhau cả đời, hiện nay không nói mai nói. Rồi. Không, cái đó là chị phải ngắt liền nha. Chị nói cái quan điểm đó là không được đâu. Giống như là cái quan điểm là giống như là khi mà chưa phải là của mình á thì bằng mọi cách phải là thuộc về mình. Cái mình cứ nghĩ là thuộc về mình xong rồi vĩnh viễn sẽ là của mình. Không có đâu. Nguyên trái đất mình đang tồn tại còn là tương đối đó cơn.
Không có cái gì tuyệt đối đâu đó hả? Còn ngoài ra còn có cái gì mà em phát hiện? Cũng có một cái chuyện cũng vụ máy bay đó anh. Ảnh thì anh thấy ảnh mũm mĩm. Em thì em thích ai mũm mĩm em thích nận vậy à. Mà mỗi lần anh sửa máy bay hay là gì đó, nói chung là vô phòng á là anh cởi áo anh hằng. Mà anh nhìn vậy cho anh trắng dữ lắm, mà trắng như nít cho mình nhìn mình dễ thương, mình thích. Cái em hay lại khều hay nận hay chọt. Cái đầu quay qua trợn mắt với em, nói anh đang sửa máy bay nha, không có đụng chạm, anh ghét nhất là anh đang làm em đụng tới nha. Là làm vậy cái em nổi điên lên rồi anh. Nói hồi vậy anh nhìn máy bay, anh thích nhìn máy bay, anh thích nhìn em nữa hả? Nó tối ngày anh cứ thích đụng máy bay thôi. Đó là cái em nổi điên lên vậy đó rồi. Rồi cái thứ hai nữa là anh la em là anh bất cần ai ở xung quanh. Anh không có để cái mắt em đâu nữa hết. Không phải là la, tại vì cái tiếng em nó lớn, cái giọng em nó quang thôi chứ không gọi là la. Nó qua la là quang quá. Còn cái chuyện gia trưởng là trời, cái đó cũng quang nữa. Sao quang sao? Tại vì quang ức quá vậy. Trời, em nhiều cái em cảm thấy em quang ức lắm anh. Thí dụ như em nói anh, có một số tình huống em cần phải đáp ứng nhanh, lẹ. Nhiều khi trễ một giây hay là nó chậm với nó hư công chuyện mình sao. Nên em cứ giống như là, tại vì em nói vợ em cứ làm đi rồi hết rồi. Mà lớn tiếng như vậy có cái nào mà tuổi thân không? Dạ có chứ, em là người cực kỳ dễ bị tuổi thân lắm. Tại vì em sống thiên về tình cảm nhiều. Cái thời gian mà bạn tuổi thân á, với cái việc mà chồng hay nói lớn vậy đó, tính ra cái tỷ lệ là bao nhiêu? 50-50 hay là 2/3 hay là... Chắc 2/3 đó chị. 2/3. Ảnh ít có chịu nghe mình nói. Khi mình bị út ức cái mình khóc. Mình khóc cái nhiều khi mình nghĩ trời, có nào sống với anh này mốt mình bị bệnh trầm cảm không? Tại vì ảnh đâu có chịu nghe mình nói nhiều đâu. Nhiều khi nửa đêm cái tắt đèn ngủ hết rồi, cái em ngồi em nhìn ảnh ngủ. Ảnh ngủ một xíu cái ảnh giật mình nghe, cái nói em bị khùng hả? Giờ này em ngồi đó. Anh nói vậy cái em càng khóc nữa. Cái nói cái anh em kênh quay vào chỗ khác. Cái em ngồi nhìn ảnh ngủ tiếp. Cái ảnh cô không đá động gì tới em. Cái em bước xuống giường, cái em đi qua bên ảnh, cái em đứng em nhìn ảnh ngủ tiếp. Cái có muốn gì em nói đại đi, chứ vậy sao ngủ. Ảnh càng nạt em lại càng không muốn nói. Anh để em dồn nén gì nữa, có ngày nào anh mất em nào anh không hơi không hả? Cái anh nói sao mất, làm gì mất, có gì thì cứ nói coi đâu. Em có biết lý do sao mà vợ em ngồi nhìn em ngủ? Ây, vợ em nói chuyện không được. Không phải, vợ em mong chờ rằng là em sẽ giật mình thức dậy và nhìn vợ em và dành cho vợ em một cái ôm. Em có mong điều đó đúng không? Tại vì tính em thì nào giờ là coi như là không có lãng mạn, cũng không có coi như là ướt át lắm. Nên là mấy cái chuyện đó thì em làm em cảm thấy nó giống như giả tạo trong phim không vậy đó. Em thở. Tại vì em là người rất là nhạy cảm. Mà em ôm một cái nhiều khi em rần rần trong người em khó chịu lắm. Nhạy cảm à? Thì có sao đâu. Ủa vợ chồng mà. Thì vậy đúng rồi, nhưng mà nhiều khi là 2-3 ngày liên tục mệt chị. Em có muốn bù đắp cho cái việc mà em la vợ em trong lúc giấc ngủ bằng một cái ôm ngay tại sân khấu này không? Đứng lên ôm chứ. Hải ôm. Có thể. Trời ơi vợ tôi mà khóc như thế thì nói đi em, nói đi em, nói đi. Em muốn khóc em cứ việc khóc đi. Tại vì là hôm nay sẽ là một cái buổi mà rất là đáng nhớ của hai vợ chồng em. Chị nghĩ rằng á, không phải là chồng em không muốn làm cho em vui, nhưng đang chưa biết cách nào để làm cho em vui. Bởi vì bản tính của chồng em rất là thực tế, anh ấy không quen cái sự lãng mạn. Cho nên rằng á, em muốn chồng em làm điều đó, em cứ nói ra đi. Em nói ra đi, mà nếu sau hôm nay mà chồng em vẫn cứ tiếp tục như vậy á, thì em có lỗi đó. Em thì không phải là không lãng mạn, mà lâu lâu em có làm lãng mạn. Nhưng khi làm cho bà xã em bất ngờ lãng mạn, nhưng mà không có thường thôi. Trời. Bây giờ chị chỉ em đó nghe, nãy em dùng chỉ rồi. Em sợ là lâu lâu mình làm lãng mạn á, là nhiều khi em có thể làm cho bà xã em lãng mạn mà cảm động rớt nước mắt luôn. Nhưng mà em sợ là làm hoài mất công mốt nó hết nó lợn hết chiều à. Không chị. Lâu lâu làm cho rớt nước mắt, nhưng mà lâu lâu phải làm để cười thì hai cái đó nó khác nhau mà. Như nãy anh Tuấn anh chỉ đó, đêm mà tự nhiên mở mắt ra em thấy vợ em ngồi nhìn em cái, là thay vì em nói câu kia thì em nói cưng, sao giờ manh vậy cưng? Đó, ví dụ như một cái cưng làm gì anh ngủ không có được, ví dụ vậy. Thử bày tỏ chút xíu đi. Bởi vì cuộc sống này theo Thượng thấy thì nó ngắn ngủi lắm. Đến lúc chúng ta muốn nói thì lại không nói được. Hứa đi, còn không biết hứa nữa. Em hứa. Hứa nhìn vợ hứa đi. Hứa. Hứa gì? Hứa cái gì? Hứa thì nó không phải lãng mạn chứ đúng không? Ví dụ như hứa thì cũng phải là
Anh hứa với em. Đừng hứa với chị. Quên tất cả giả bộ em... người ta chỉ, thấy không ta chỉ. Anh hứa với em, anh sẽ không này đó. Dụ em mà có nựng anh thì anh cũng nựng lại, đúng không? Còn đi, hứa. Rồi. Nói chứ bây giờ chị nghĩ vậy nè. Cưng, Phương Thanh đứng lên đi. Đó, nhìn vào vào mắt nhau đi. Hứa cái gì đi, rồi ôm nhau đi. Ôm nhau đi. À, anh hứa là anh sẽ chăm sóc và thương em trọn đời. Ôi trời, cái đó là chắc chắn rồi. Rồi vợ hứa, vợ nói cái gì cho chồng phấn khởi rằng mà chồng sẽ thay đổi, chồng sẽ sửa chữa coi. À, em thì rất vui vì hôm nay là anh đã chịu nói ra những điều đó mà. Tại vì cái điều đó em mong được từ lâu rồi. À, mong rằng cái ôm này sẽ giữ mãi không phải là chỉ có ngày hôm nay và các ngày sau tiếp nối. Và đây là cái ôm hạnh phúc mà Phương Thanh sẽ mãi mãi dành cho Hải Dương. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Yeah.